My xin chào quý khách. Thì ngày hôm nay My sẽ tiếp tục đại diện công ty Xenon Solar giới thiệu quý khách một cái mẫu đèn pha năng lượng mặt trời thế hệ mới nhất, công suất là 100W. Thì đây là một cái chiếc đèn có một cái kiểu dáng hoàn toàn mới để đón chào xuân 2021 luôn. Nên là quý khách đừng bỏ lỡ cái video này, hãy cùng My theo dõi tiếp video này nha. Và bây giờ thì My sẽ khui cái hộp đèn này ra để giới thiệu chi tiết bên trong cái bộ sản phẩm này cho quý khách. Thì đây là một cái chiếc đèn pha năng lượng mặt trời. Thì khi mà mua về thì bộ sản phẩm này nó sẽ có đầy đủ linh kiện đi kèm, như là ốc vít nè, pin, một chiếc remote điều chỉnh cho đèn. Đây là cái chiếc đèn năng lượng mặt trời mang thương hiệu Rolex. Và còn đây là tấm pin năng lượng để sạc chiếc đèn này. Đầu tiên thì mình sẽ sơ lược về thiết kế của cái tấm pin này. Thì tấm pin này nó có một cái phần viền ở ngoài là khung nhôm rất là chắc chắn. Ở đây là phần kính cường lực để bảo vệ cho tấm pin. Và tấm pin này nó có công suất là 25W và 5V. Chiều dài dây dẫn của tấm pin này là 5m. Thì nó sẽ giúp cho cái việc nối dây dẫn từ đèn với tấm pin lại nó sẽ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Và tiếp theo thì sẽ là chiếc đèn năng lượng mặt trời công suất 100W. Và ở phía mặt sau này nó còn có in tên thương hiệu là Rolex nữa. Thì nếu quý khách hàng nào có quan tâm cũng như là có biết về năng lượng mặt trời thì chắc chắn là sẽ biết về cái thương hiệu Rolex này. Thì Rolex là một đơn vị chuyên cung cấp và phân phối những mặt hàng đèn cao cấp, chất lượng, có độ sáng và tuổi thọ rất là cao. Nên là khi mà quý khách xem được video này thì cái chiếc đèn 100W này cũng sẽ là một trong số những cái lựa chọn mà quý khách nên cân nhắc. Và đối với cái chiếc đèn này á, thì quý khách có thể lắp đặt ở mọi không gian, như là quý khách có thể dùng để làm đèn sân vườn, hay là dùng để làm những cái chiếc đèn năng lượng mặt trời sử dụng ở trong nhà đều cũng rất là phù hợp. Quý khách có thể dùng để trang trí lối đi hay là gắn vách tường, thì tùy vào nhu cầu quý khách có thể lắp đặt chiếc đèn này ở vị trí mà quý khách cần. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho quý khách cách sử dụng cái chiếc đèn này. Thì chiếc đèn này nó có hình thức hoạt động cũng rất là đơn giản. Thì nó cũng có hai hình thức hoạt động là hoạt động chế độ cảm biến ánh sáng. Thứ hai là quý khách có thể điều chỉnh bằng remote. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho quý khách cách điều chỉnh bằng remote trước nha. Thì đây là chiếc remote điều chỉnh cho đèn. Thì ở trên remote nó vẫn có các nút như là on để bật đèn, off để tắt đèn, các chế độ tăng giảm độ sáng cho đèn, chế độ hẹn giờ 3 giờ, 5 giờ, 8 giờ, một chế độ auto. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ pin vào để điều chỉnh chiếc đèn này nha. Thì để bật đèn, quý khách sẽ ấn vào nút on. Và tắt đèn, quý khách sẽ ấn vào nút off. Tiếp theo thì nếu mà quý khách hàng nào khi mà trong những ngày trời ít nắng nhiều mây, quý khách lo ngại chiếc đèn này không đủ năng lượng để xài nguyên đêm, quý khách có thể dùng chế độ tăng giảm độ sáng của đèn. Thì ở đây nó có hai cái cách điều chỉnh tăng giảm độ sáng, đó chính là: một là quý khách có thể ấn vào độ sáng 50% hoặc 100%. Hai là quý khách có thể điều chỉnh độ sáng tăng giảm tùy theo ý muốn quý khách. Bây giờ mình sẽ tăng giảm theo ý thích trước nha. Bây giờ mình sẽ giảm độ sáng lại. Thì cái nút W trong cái chiếc remote này là cái chế độ giảm độ sáng nha. Đây. Khi mà cái độ sáng đạt mức tối đa thì chiếc đèn nó sẽ chớp chớp như vậy. Thì như quý khách cũng đã thấy thì cái chip LED khi mà My đã giảm tới mức tối đa nhưng mà chip LED này nó vẫn có thể hoạt động, thì chứng tỏ đây là một cái chiếc đèn sử dụng chip LED rất là cao cấp luôn. Và bây giờ My sẽ tăng độ sáng lên. Và khi tăng hết cỡ độ sáng thì cái chiếc đèn nó cũng sẽ nhấp nháy như vậy. Và ngoài ra quý khách cũng có thể điều chỉnh tăng giảm độ sáng 50% hoặc 100% cho nó nhanh hơn. Thì bây giờ mình sẽ bật chế độ sáng 50%. Thì khi mà quý khách ấn vào cái độ sáng 100% á, thì trên đèn nó sẽ có hai cái chip LED nhấp nháy liên tục. Thì đây cũng giống như là một cái chip LED trang trí nhỏ nhỏ cho cái không gian quý khách lắp đặt. Và cái chiếc đèn này thường thì nó sẽ có thời gian chiếu sáng từ 12 đến 18 tiếng. Tuy nhiên nếu mà quý khách hàng nào không muốn chiếc đèn sáng liên tục nguyên đêm, quý khách có thể ấn vào 3 chế độ hẹn giờ là 3 giờ, 5 giờ và 8 giờ. Thì những chế độ hẹn giờ này là những cái chế độ hẹn giờ tắt chứ không phải chế độ hẹn giờ bật lên đâu. Thì khi mà quý khách ấn vào chế độ hẹn giờ là ví dụ là 3 tiếng đi, thì chiếc đèn nó sẽ sáng liên tục cho đến khi hết cái thời gian hẹn giờ, tức là sau 3 tiếng thì chiếc đèn sẽ tự động tắt. Chứ đây không phải là cái chế độ hẹn giờ bật lên đâu nha. Tùy vào nhu cầu thì quý khách có thể lựa chọn cho mình một cái chế độ phù hợp nhất để sử dụng. Và thêm một tính năng nữa đó chính là khi mà vào đêm trước, quý khách ấn vào chế độ hẹn giờ là 3 giờ, 5 giờ hoặc 8 giờ. Tuy nhiên là vào đêm sau, quý khách muốn chiếc đèn này quay lại chế độ cảm biến ánh sáng, quý khách có thể ấn vào chế độ auto. Và My cũng mới vừa giới thiệu cho quý khách cách sử dụng bằng remote cho chiếc đèn 100W thương hiệu Rolex thế hệ mới này. Còn bây giờ thì My sẽ tiếp tục hướng dẫn cho quý khách cách sử dụng bằng chế độ cảm biến ánh sáng.
Thì để kích hoạt chế độ cảm biến ánh sáng, quý khách chỉ cần tìm hai dấu mũi tên ở trên dây dẫn của đèn và dây dẫn của tấm pin và nối chúng lại với nhau là được. Thì khi mà nối xong dây dẫn của đèn với tấm pin thì trên đèn sẽ có những cái chip LED nhỏ báo sạc ở đây, thì chứng tỏ là quý khách đã kích hoạt thành công chế độ cảm biến ánh sáng rồi. Và ban ngày đèn sẽ tắt để sạc pin, ban đêm khi không nhận được ánh sáng thì đèn sẽ tự động bật sáng lên. Và chiếc đèn này ngoài công suất là 100W thì nó còn có ba cái công suất khác, đó chính là 60W, 200W và 300W nữa. Thì cái video giới thiệu chiếc đèn 60W thì My cũng đã có giới thiệu cho quý khách rồi, thì My cũng sẽ để link ở dưới phần mô tả cho quý khách. Tuy nhiên là ở trong cái video này thì My chỉ giới thiệu sản phẩm cho quý khách thôi, còn cái video mà test độ sáng thì My sẽ làm một cái video tổng hợp cho 4 cái công suất này luôn. Nên là nếu quý khách hàng nào có quan tâm thì ấn vào nút đăng ký kênh để đón theo dõi video đó nha. Và trong video ngày hôm nay thì My đã giới thiệu đến quý khách một cái mẫu đèn pha năng lượng mặt trời thế hệ mới nhất, một cái mẫu đèn năng lượng mặt trời đón xuân năm 2021. Thì hiện tại chiếc đèn này đang được bán ở một cái mức giá cực kỳ ưu đãi, đó chính là với một chiếc đèn pha 100W cao cấp chất lượng có tuổi thọ lên đến hơn 10 năm và cái thời gian chiếu sáng từ 12 đến 18 tiếng như thế này, thì hiện tại công ty Xenon Solar chỉ bán với giá là 1.400.000 đồng, bao gồm phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Và chiếc đèn này sẽ được bảo hành trong vòng 2 năm. Năm đầu đổi mới hoàn toàn nếu như mà sản phẩm có bất kỳ vấn đề gì về lỗi kỹ thuật. Năm thứ 2 thì công ty Xenon Solar sẽ bảo hành linh kiện cho tất cả quý khách. Và trong năm 2021 này thì công ty Xenon Solar cũng sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý khách rất là nhiều mẫu đèn năng lượng mặt trời hấp dẫn hơn, cao cấp hơn, cũng như là nhiều chương trình ưu đãi giảm giá cho tất cả quý khách. Nên là quý khách hàng nào có quan tâm cũng như là có ủng hộ My thì đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh ở bên góc trái màn hình, bật vào chuông thông báo ở kế bên để đón theo dõi nhiều video hấp dẫn hơn nữa nha. Và My xin nhắc lại cái mức giá bán của chiếc đèn này là 1.400.000 đồng, miễn phí vận chuyển tận nơi và bảo hành trong vòng 2 năm. Cái video ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý khách đã xem hết cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video kế tiếp.